chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết, tập 3. Cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng ngày 15 tháng 12 năm 2017. Đã nói với mọi người hai ngày rồi, hôm nay đã là ngày thứ ba. Tiểu Du lại đưa ra cho tôi một chủ đề mới, bảo tôi hôm nay nói về tín nguyện hạnh. Tôi cảm thấy anh ấy ra chủ đề này rất hay, bởi vì tín nguyện hạnh, ba tư lưu này, đối với đồng tu tu học pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật chúng ta mà nói là quá quan trọng, quá quan trọng. Bởi vì đây chính là ba tư lương của chúng ta. Ba tư lương này thiếu một cũng không được. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là điều kiện phải có. Nên hôm nay tôi sẽ nói chuyện với mọi người về vấn đề ba tư lương này. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người. Ví dụ, chúng ta muốn đi xa, như đi Bắc Kinh, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Cần phải chuẩn bị lộ phí. Quý vị không có lộ phí, sao đi được? Ngoài ra, ít nhất cũng phải chuẩn bị chút thức ăn, nước uống chứ. Trên đường quý vị cần dùng. Đây là một ví dụ đơn giản từ trong cuộc sống hàng ngày. Để nói rõ, những đồng tu tu học pháp môn niệm Phật của chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho đầy đủ những tư lương này. Ví dụ như, tôi muốn đi Bắc Kinh, cần có 2.000 tệ, tôi đã chuẩn bị 1.000 tệ rồi. Vậy quý vị nói tôi đến được không? Đến không được. Tại sao? Lộ phí không đủ, quý vị nói mình đã chuẩn bị thức ăn. Lộ trình có lẽ là một ngày đến Bắc Kinh. Ví dụ đi máy bay, đi tàu lửa, chúng ta nói chuyện đi tàu lửa nhé. Có thể bây giờ cũng cần bao nhiêu tiếng đồng hồ? Ban đầu là 17-18 tiếng đồng hồ. Vậy quý vị nói mình đã chuẩn bị thức ăn cho 5 tiếng đồng hồ. Sau đó 5 tiếng đồng hồ này chẳng phải quý vị lại đói rồi sao? Tức là tư lương này quý vị chưa chuẩn bị đủ. Cho nên đối với đồng tu tu học pháp môn niệm Phật chúng ta mà nói, tín nguyện hạnh này chính là tư lương để chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tư lương này nhất định phải chuẩn bị cho đầy đủ. Nhớ lại hôm qua tôi đã nói một câu, tôi nói ba tư lương này không phải nói mình có rồi, mình có sẵn rồi. Như vậy không được. Tôi nói điều quan trọng nhất nằm ở trên hai chữ có đủ. Nhất là một chữ sau cùng là đủ. Đủ, tức là đầy đủ rồi, đủ dùng rồi. Chính là như vậy. Ví dụ như tín nguyện hạnh, nói mình có tín, mình có nguyện, mình không có hạnh, thì ba tư lương quý vị sẽ không đủ. Quý vị sẽ không hoàn toàn có đủ. Vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc quý vị sẽ không đi được. Tức là một đạo lý đơn giản như vậy đó. Tôi muốn nói một chút về bản thân tôi. Ba tư lương này tôi đã chuẩn bị như thế nào? Thực tế, ba tư lương này, tín nguyện hạnh này, hiểu được chưa bao lâu. Nhớ lại năm 2000, khi tôi vừa mới bắt đầu nghe băng đĩa, mà lão pháp sư giảng kinh Vô Lượng Thọ, điều tôi nghe hiểu trước tiên là điều gì? Là nhất môn tinh tấn, trường kỳ quân tu. Chính vào lúc đó, tôi đối với ba tư lương này vẫn còn dốt đặc cán mai, không biết gì cả. Sau đó, nghe lão pháp sư giảng đến cái gì mà ba tư lương đó, tín nguyện hạnh đó. Đối với tôi mà nói, thật là quá mới mẻ. Tôi đối với ba tư lương này, tìm hiểu càng sâu hơn một chút. Là 16, 17 năm nghe kinh này, nghe pháp, niệm Phật, mới dần dần hiểu ra. Ba tư lương này, đối với người niệm Phật chúng ta mà nói, là quan trọng biết mấy. Bản thân tôi đã làm thế nào? Tính tâm thứ nhất, tôi cho rằng bản thân mình cái tính này rất kiên định. Bởi vì tính tâm phải kiên định, tôi bây giờ tin tưởng bản thân tôi. Vấn đề về tính tâm này tôi đã giải quyết được. Trước hết tôi tin tưởng kiên định không chút dao động, bản thân tôi đời này nhất định có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định có thể làm Phật, thân cận A-di-đà Phật. Tín niệm này tôi kiên định không dời. Tín tâm thứ hai, tôi tin là khi tôi vãng sanh, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến rước tôi. Giờ tôi lại biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ đến tiễn tôi. Vì chị của tôi đã làm ra hình ảnh này rồi. Khi chị của tôi vãng sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật của thế giới Ta Bà đến tiễn, A-di-đà Phật của thế giới Cực Lạc đến rước.
còn có rất nhiều các vị Bồ Tát đi theo A Di Đà Phật cùng nhau đến rước. Sự giảng sanh rầm rộ hôm đó có thể có những lúc ghi hình lại, sẽ không được toàn diện như vậy nữa. Tình hình thực tế trong lúc đó còn thù thắng hơn rất nhiều lần so với băng ghi hình. Mặc dù là vậy, có thể nhân duyên bất đồng, có những đồng tu có mặt đã nhìn thấy rõ ràng, có người, tức là có những đồng tu có mặt cũng không nhìn thấy rõ. Điều này có thể là nhân duyên của mỗi người khác nhau. Cho nên, thông qua việc chị tôi giảng sanh, vấn đề niềm tin này của tôi cảm thấy còn kiên định hơn ban đầu nữa. Tôi nói mấy lần, mặc dù sau khi chị tôi ra đi, tôi đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Chúng ta dùng lời nói của lão bá tánh, phiền phức rất lớn. Đồng tu trên mạng phê bình, lăng mạ, chỉ trích, cái gì cũng có. Ví dụ như, cô gạt người, cô thêu dệt à, thế nào đó. Những điều này tôi thật sự đã cười xòa cho qua chuyện. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã nhìn thấy sự thật. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ví dụ về việc sống mà giảng sanh như vậy. Chị tôi giảng sanh, đây là ví dụ đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Thật sự là như vậy. Quý vị coi, chồng của cư sĩ Điêu là lão Tề giảng sanh. Đó cũng là Đại Bồ Tát giảng sanh. Còn có người lần đầu tiên tôi tiễn, Trương Dinh Trân giảng sanh, cũng là Đại Bồ Tát giảng sanh. Có điều sống mà giảng sanh không giống chị tôi. Quá rõ ràng như vậy. Quá rõ ràng. Tôi biết lão Tề và Trương Dinh Trân đó cũng là những Đại Bồ Tát rất ghê gớm. Thật sự là vậy. Quý vị nói thông qua thực tiễn, tôi tận mắt nhìn thấy, tín niệm của tôi làm sao có thể không kiên định. Cho nên tôi tin chắc bản thân mình đời này nhất định có thể đi làm Phật. Vì tôi làm Phật không có tư tâm tạp niệm gì hết. Tôi không phải vì bản thân mình đi hưởng thụ. Vừa thấy thế giới Tây Phương cực lạc, thật tốt quá, thật thù thắng quá, tôi phải mò mò đến đó hưởng thụ, không có suy nghĩ này. Cảm thấy sau khi đi rồi, sau khi tăng trưởng bản lĩnh, hư không pháp giới, ở đâu cần đến tôi liền đến chỗ đó. Tôi chính là mục đích này, muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật. Cho nên nói, chị tôi đã làm tấm gương cho tôi. Thích Ca Mâu Ni Phật tiễn, A Di Đà Phật rước, đạo sư hai phương vì tôi hộ giá hộ tống. Tôi cảm thấy người học Phật chúng ta thật quá hạnh phúc, quá may mắn. Đây là tín tâm thứ nhất tôi có thể thành Phật. Tín tâm thứ hai, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến trước tôi. Thứ ba, tôi tin tưởng sự thù thắng và tốt đẹp của thế giới cực lạc. Bởi vì đọc kinh Vô Lượng Thọ, ở đó đã giới thiệu thế giới cực lạc, nhất là Phật thuyết A Di Đà kinh. Đó là giới thiệu cụ thể về sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Đây chỉ là một phương diện. Tôi liền cảm thấy dạo này tôi viết tài liệu này, sự thu hoạch giáo dục đối với tôi quá lớn. Hai ngày nay tôi vẫn đang tán gẫu với mọi người về việc này. Tôi nói lần này tôi viết tập tài liệu lớn này thật sự không uổng công. Người thọ ích đầu tiên chính là bản thân tôi. Hàng ngày tôi dạo chơi trong thế giới Tây Phương cực lạc, giống như đi tham quan vậy. Ôi chào, nhìn đâu cũng tốt đẹp như thế. Thật vậy, chỉ một nơi này thôi, nếu như không muốn đi, thật sự là không si cũng cuồng. Tôi mới hiểu được tại sao Cao Tăng Đại Đức của chúng ta đã dùng bốn chữ này để nói. Nói, nếu như ai không muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, phi si tức cuồng, si là ngu si, cuồng là cuồng vọng, bệnh thần kinh. Ngoài hai dạng người này ra, những người khác không ai mà không muốn đi. Cho nên, ba vấn đề này đã giải quyết được rồi. Tin chính mình, đời này nhất định có thể thành Phật. Tin A-di-đà Phật nhất định đến rước mình. Tin sự thù thắng, trang nghiêm, y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc. Bây giờ, tôi không thể nói tôi nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc thế nào. Điều này tôi không dám nói. Thật ra mà nói, có thể là tôi cũng chưa nhìn thấy. Tôi chỉ là khi đang viết bài văn này, cái cảm giác đó giống như tôi đang ở trong cảnh đó vậy. Bây giờ tôi chỉ có cảm nhận này. Cho nên nói tín tâm này phải tin đến mức độ nào. Tôi đã đặt ra một chỉ tiêu cho bản thân mình, tức là một chút cũng không nghi ngờ, một mảy may cũng không nghi ngờ, tin tưởng một cách hoàn toàn. Sau đó tôi lại nói một từ là tin đến khăng khăng nhất mực, tức là một chút dị niệm cũng không có. Về vấn đề tâm niệm này, vấn đề tính tâm này, quý vị nếu như không đạt đến mục đích này,
vẫn còn chao đảo dao động. Tưởng tin lại không tin, bán tín bán nghi, niềm tin này cũng không được. Ví dụ như tôi còn có một chút do dự như vậy, thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi cũng chưa nhìn thấy có một nơi tốt như vậy sao? Đó là tôi chỉ đọc sách thôi, nghe giảng kinh thôi. Có phải thật như vậy không? Ý niệm này của quý vị, tôi có thể nói quý vị 100% không giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được, một chút cũng không thể nào được. Còn nữa, có nghi ngờ, do dự. Người ta vừa nói thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt, vậy mình phải đi. Người ta vừa nói đó là có thật sao? Xong luôn, tự mình cũng theo đó nghĩ đó là có thật sao? Người ta nói quý vị không thể nói sao nghe vậy được. Cho nên tôi cho bản thân tôi một tiêu chuẩn chính là tin tưởng khăng khăng nhất mực. Đây là điều thứ nhất nhất định phải giải quyết. Điều thứ hai, nguyện. Tôi là làm như thế này. Tôi một đời này, nói một đời thì hơi dài, bởi vì nửa đời trước tôi chưa được nghe Phật Pháp. Tức là sau khi tôi nghe được Phật Pháp, đặc biệt là sau khi gặp được lão Pháp Sư, nguyện này của tôi, một nguyện duy nhất này, không có nguyện thứ hai. Cho nên tôi đã đem phương pháp và cái nguyện này của mình cũng giới thiệu cho mọi người. Nếu như quý vị có thể, tôi có 2 cái nguyện, 10 cái nguyện, bao nhiêu nguyện, điều này tôi không phản đối, tôi cũng không can thiệp. Bản thân tôi cho đến trước mắt tôi chỉ có một nguyện như vậy, tức là chân thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Ngoài cái nguyện này ra tôi không có cái nguyện thứ hai. Vậy có đồng tu có thể sẽ nói, cô giáo Lưu à, cô chẳng phải tâm bao hư không pháp giới sao? Vậy cô không quản chúng sanh rồi sao? Quý vị nghĩ, sau khi tôi giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi, tất cả các nguyện chẳng phải đều nằm ở nguyện này sao? Chỉ cần một nguyện này của tôi thực hiện rồi, bất luận có 1.000 nguyện, 100 nguyện, tất thảy đều được thực hiện. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nửa đời sau của tôi, từ sau khi tôi nghe được Phật Pháp, đặc biệt là 10 năm gần đây, tôi chỉ có một nguyện này. Tôi không có nguyện thứ hai. Tôi chỉ nghĩ tôi toàn tâm, toàn lực thực hiện được một nguyện này của tôi. Hơn nữa, tôi tin tưởng kiên định không lay chuyển, nguyện này của tôi nhất định có thể thực hiện. Điều này tôi cũng không nghi ngờ một chút nào. Cái hạnh này bây giờ, có thể là mấy năm gần đây, bản thân tôi cũng khá là chú trọng rồi. Trước đây tôi hơi bị qua loa hời hợt, dù sao cũng chỉ đọc kinh niệm Phật, sống qua ngày thôi. Cái hạnh này vẫn chưa đem nó dùng vào trong nhật trình chính quy. Còn bây giờ tôi dần dần thông qua việc nghe lão Pháp Sư giảng kinh, thông qua thực tiễn, tôi cảm thấy tín nguyện hạnh này bây giờ mọi người chúng ta thông thường là có khiêm khuyết về mặt hạnh. Chúng ta phải nên tập trung tinh lực bổ sung vào cái hạnh này. Cho nên bây giờ tôi đã khá là chú trọng cái hạnh này. Cái hạnh này nên hành như thế nào? Tôi thì nghĩ thế này, nhận thức như thế này cho các đồng tu tham khảo nhé. Tức là cái hạnh này, có đồng tu nói về hành, hành cái gì? Quý vị phải có một mục tiêu. Vậy tôi nói với mọi người, hạnh Bồ Tát, quý vị hành cái gì? Hạnh Bồ Tát. Vậy nói cụ thể hơn một chút, hạnh Phổ Hiền. Vậy hạnh Phổ Hiền có chỗ dựa rồi chứ? 10 đại nguyện đó, có phải không? Chúng ta đều làm viên mãn 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Cái hạnh này của chúng ta chính là hạnh viên mãn. Nếu như 10 đại nguyện này quý vị có 1 nguyện, 2 nguyện chưa làm được, cái hạnh này của quý vị là không viên mãn, là có khiếm khuyết. Sự nhận thức này là điều mà trong 1-2 năm gần đây tôi nhận thức được. Trước đây, thập đại nguyện chương Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta có thể mỗi ngày đều có đọc, đọc lào như cháo chảy, thực hiện được mấy điều, chưa có đưa vào nhật trình được. Chỉ là đọc một chút mà thôi, đã biết là 10 đại nguyện này rất tốt, rất cảm động. Bây giờ thì sao? Thì không phải nói chúng ta đọc 10 đại nguyện này một chút, đọc thuộc 10 đại nguyện này, giới thiệu cho mọi người một chút.
điều này cũng còn thiếu xa lắm. Phải nên làm sao để cụ thể hóa trong cuộc sống này, đem 10 đại nguyện này ra thực hành một cách thực tế. Như vậy, tức là trong hạnh của tín nguyện hạnh chúng ta, tức là chúng ta nhìn thấy được, sờ thấy được, có phải như vậy không? Những điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Tín nguyện hạnh này đây, thật sự, nếu như quý vị có một chút khiếm khuyết, tức là tôi cứ luôn thích nói cái dòng này. Cái dòng này, nếu quý vị khuyết lỗ lớn thì không cần nói nữa, không có phần. Quý vị chỉ khuyết mấy cái lỗ nhỏ, quý vị cũng không viên mãn. Quý vị lên thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự có phần nguy hiểm. Có phải vậy không? Tức là quý vị không có đủ điều kiện này. Hai ngày nay, tôi cùng cư sĩ Điêu, chúng tôi vẫn luôn tranh cãi một vấn đề. Hôm qua chẳng phải tôi nói rồi sao? Bởi vì tôi nói cô ấy, nếu cô vẫn tiếp tục thế này, tốc độ tiến bộ chậm như vậy, cô đến thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể hơi bị mờ mịt. Chính là hai chữ mờ mịt này đã có phần chăm nhói cô ấy. Cho nên tôi nói, cô khoan sốt ruột, từ từ suy ngẫm. Đợi sau khi tôi viết xong tài liệu này rồi, cô vẫn chưa nghĩ thông, tôi sẽ nói chi tiết hơn với cô. Hôm qua cô nói với tôi, chị Hai à, em biết rồi, điều chị nói là đúng. Em thật sự là đã ở bên chị 10 năm rồi. Em lại tiến bộ quá chậm, quá chậm. Nếu theo tốc độ này, em chắc chắn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chị dùng cái từ này, em chấp nhận rồi, hơi bị mù mịt. Nhưng cô lại nói, em tin là em nhất định có thể đến thế giới cực lạc. Tôi nói, Tiểu Điêu, cô ở bên cạnh tôi 10 năm rồi. Đối với tính và nguyện của cô, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, vì cô ấy trong phương diện tính và nguyện thật sự đã làm được kiên định không di dời. Tôi nói, bây giờ điều khiếm khuyết duy nhất của cô chính là trong việc hành. Không phải cô không muốn làm nó cho tốt. Dạo này tôi giúp cô ấy tìm căn nguyên. Hôm qua tôi còn nói chuyện với cô. Tôi nói, Tiểu Điêu, bây giờ tôi giúp cô tìm căn nguyên, tôi cũng đang mệt mỏi. Bởi vì dạo này tôi nói tôi thật sự hơi sốt ruột với cô. Hết năm này, cô đã 70 tuổi rồi, cho nên tôi thấy hơi sốt ruột. Tôi nói phải tìm căn nguyên gì cho cô đây? Tại sao cô tiến bộ chậm? Tôi nói nguyên nhân nằm ở chỗ cô nhận thức vấn đề chậm. Nhận thức chậm cô không nhận thức được. Tất nhiên cô không thể sửa. Vấn đề của cô chẳng phải ở đây sao? Hễ nói vấn đề gì cô không xoay chuyển được, thật sự 10 con trâu cũng kéo không nổi. Hễ nói tới cô liền trừng mắt. Điều tôi nói là sự thật, tôi không sai. Đúng vậy, tức là vậy. Tôi nói cô coi thái độ của cô, tức là cô không có nhận thức vấn đề. Ví dụ như một vấn đề cô một năm đã nghĩ thông. Cô nói cô đã gian dở nhất thời gian một năm. Cô 10 năm mới nghĩ thông, cô gian dở thời gian 10 năm, có phải vậy không? Nếu lúc đó cô vừa giao lưu, cô liền nghĩ thông ngay, thì cô coi vấn đề này lập tức liền được giải quyết. Biết được vấn đề này không đúng như vậy, thì chẳng phải cô sẽ sửa liền sao? Cô như vậy, thời gian của cô sẽ lãng phí ít lại một chút. Tôi nói, bây giờ thời gian lãng phí quá nhiều, một vấn đề phải tốn bao nhiêu công sức để phân tích một khoảng thời gian với cô. Tôi nói, cô nghĩ thử coi có phải vậy không? Cô ấy nói phải, em thật sự nhận thức vấn đề hơi bị chậm. Cho nên nói, việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc này, thời gian này, ai có thể đặt ra cho quý vị? Vì vậy tôi nói, bất luận là đồng tu lớn tuổi cũng vậy, hay là đồng tu trẻ tuổi cũng vậy, đều không thể sơ suất lơ là. Người lớn tuổi có thể trong tâm biết là thời gian mình còn lại không nhiều nữa, mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, nếu không thời gian mình sẽ không đủ dùng. Có thể đồng tu trẻ tuổi một chút thì sao? Có thể trong vấn đề này, tính cảnh giác sẽ kém một chút. Mình vẫn còn nhiều năm như vậy, mình còn nhiều năm như vậy, dù sao cũng đủ dùng rồi. Điều này không được. Nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, nâng cao cảnh giác. Bởi vì sinh mạng quý vị ở trong thế gian này còn được bao nhiêu thời gian, quý vị không biết. Bản thân quý vị cũng không làm chủ được mình. Quý vị phải như thế nào mới làm chủ được chính mình? Ví dụ như, tôi lấy một ví dụ như thầy giáo Lý Bỉnh Nam. Mọi người đều biết thầy giáo Lý Bỉnh Nam 97 tuổi giảng sanh. Khi thầy khoảng được 70 tuổi, thầy đã đến đi tự do rồi, đạt được trình độ này rồi. Sau đó đến lúc 95 tuổi, thầy nói với các học sinh của thầy,
tôi sẽ giảng kinh 2 năm nữa, rồi sẽ không giảng nữa. Có đồng học, tức là học sinh của thầy, hỏi lão pháp sư Tịnh Không. Thầy giáo nói như vậy, nghĩa là sao? Lão pháp sư Tịnh Không nói với họ, thầy giáo đang nói với chúng ta, 2 năm sau thầy sẽ giảng sanh. Kết quả, thật sự là năm thầy 97 tuổi, thầy đã giảng sanh rồi. Nếu quý vị đạt đến trình độ này, biết được mình sẽ ra đi vào lúc nào, đến đi tự do, muốn ra đi lúc nào thì sẽ ra đi lúc đó, muốn sống thêm mấy năm cũng không gì ngăn ngại, như vậy mới được. Hôm qua, có thể tôi đã nói một việc tự độ và độ tha. Hôm qua, vừa hay lúc tôi đang viết bài văn đó, đề cập đến tự độ và độ tha. Tiếp một bước, tôi đã nhận thức thế nào là tự độ, thế nào là độ tha, độ như thế nào? Tự độ phải đạt đến mức độ nào? Đến đi tự do rồi, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được đảm bảo rồi. Như vậy, quý vị sẽ đạt đến tiêu chuẩn tự độ đó. Nếu như chưa đạt đến tiêu chuẩn này, quý vị không thể nói mình đã tự độ. Lo cho thân mình, tự độ, nó có một ý nghĩa như vậy. Lão Pháp Sư cho tôi một nhiệm vụ là không chỉ phải lo cho thân mình, hơn nữa còn phải lo cho thiên hạ. Bây giờ tôi thực sự nhận thức hết sức rõ ràng nhiệm vụ mà Lão Pháp Sư giao cho tôi. Thứ nhất, bản thân quý vị phải tự độ trước, đảm bảo bản thân mình có thể thành Phật. Ở trên cơ sở này, quý vị lại độ người, lại lo cho thiên hạ. Tôi đã hiểu rõ ràng vị trí này rồi. Cho nên nhất định phải tuân theo sự chỉ đạo của sư phụ, từng bước chắc chắn vững chãi mà đi tiếp. Khi quý vị tự độ đã thành tựu rồi, quý vị nhất định phải lo cho thiên hạ. Không thể nói mình tự độ xong rồi, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy là không được. Bởi vì việc chúng ta làm là sự nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp của Bồ Tát là sự nghiệp gì? Sự nghiệp độ chúng sanh, sự nghiệp phục vụ cho chúng sanh. Bồ Tát đến với thế gian này chính là như vậy. Cho nên chúng ta nhận thức những vấn đề này như thế nào? Có những vấn đề chúng ta bình thường thật sự không chú ý. Hôm qua khi tôi đang viết bài văn này, sư phụ nói đến một vấn đề như thế nào? Đã nói, chúng ta bây giờ sống trong thế giới này, chúng ta chỉ nói thế giới ta bà nhé, là kịch khổ. Kịch, tức là chữ kịch trong kịch liệt. Chữ kịch trong diễn kịch đó mà. Kịch khổ cũng có nghĩa là cực khổ. So sánh với 10 phương thế giới, thế giới ta bà chúng ta là nơi khổ nhất, khổ nhất. 10 phương thế giới khác đều tốt hơn thế giới ta bà chúng ta. Tại sao vậy? Vốn dĩ tôi thật sự không biết vấn đề này. Lão Pháp Sư trực tiếp hỏi, tại sao 10 phương thế giới đều tốt hơn thế giới này của chúng ta? Bởi vì 10 phương thế giới có chư Phật Bồ Tát ở đó giảng kinh thuyết pháp, ở đó giáo hóa chúng sanh. Lúc đó tôi đã nghĩ là chúng ta ở đây chẳng phải cũng có sao? Chư Phật Bồ Tát cũng không ít mà, đều đã đến thế giới ta bà này của chúng ta để độ chúng sanh mà. Tôi liền mau mau coi tiếp xem đáp án này là như thế nào. Khi xem đến đoạn này, tôi vẫn không biết nội dung mà sư phụ giảng ở phía sau đó. Tôi chỉ biết 10 phương thế giới tại sao lại tốt hơn chúng ta, là bởi vì có chư Phật Bồ Tát ở đó giảng kinh dạy học, tức là người ta đã theo kịp việc giáo dục, cho nên tốt hơn chúng ta. Nên tôi liền nghĩ, tại sao thế giới này của chúng ta lại không tốt? Tiếp tục xem, lần này xem rõ ràng rồi. Lão Pháp Sư nói, thế giới này của chúng ta không có Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Vừa nhìn thấy đoạn này, tôi thực sự là trong tâm liền giật mình. Ôi, sao có thể như vậy được? Chúng ta ở đây tại sao không có Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp được? Nên tôi đã nghĩ trong lòng, về Phật Bồ Tát không màng tới chúng ta nữa, không màng tới thế giới ta bà chúng ta nữa. Lão Pháp Sư đã cho ra một đáp án hoàn chỉnh. Ngài nói về điều này, chúng ta không thể quán trách Phật Bồ Tát. Không phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải Phật Bồ Tát không muốn đến độ hóa chúng sanh của thế giới ta bà. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng sanh của thế giới ta bà chúng ta không tiếp nhận Phật Bồ Tát. Điều này thật ra mà nói, tôi phải tốn rất nhiều tâm tư. Tôi thật sự đã ngồi đó suy nghĩ nửa ngày.
chúng sanh thế giới ta bà không tiếp nhận chư Phật Bồ Tát. Khi xem đến đoạn này, trong tâm tôi thực sự cũng có đôi chút không khâm phục cho lắm. Trong tâm tôi nghĩ, không phải chứ, tôi tiếp thu mà. Rất nhiều đồng tu cũng đã tiếp thu chư Phật Bồ Tát mà. Tiếp theo bên dưới, Lão Pháp Sư lại cho ra một đáp án. Tức là tại sao lại nói như vậy? Chúng ta tiếp thu Phật Bồ Tát là tiếp thu trên miệng, không tiếp thu trong tâm. Lão Pháp Sư thật sự đã từ bi đến cùng cực, từng lớp tìm đáp án cho chúng ta như vậy. Quý vị coi, điều thứ nhất là nói không phải Phật Bồ Tát không đến, mà là do chúng ta không tiếp thu. Tại sao nói chúng ta không tiếp thu? Lão Pháp Sư đã nói, chúng ta tiếp thu chư Phật Bồ Tát là tiếp thu trên miệng mà thôi, tiếp thu trên miệng, không tiếp thu trong tâm. Điều này lý giải ra sao? Không y giáo phụng hành, đi chùa thắp hương khấu đầu, cho rằng việc này chính là tôn trọng Phật Bồ Tát, lễ thỉnh Phật Bồ Tát. Không đúng, y giáo phụng hành. Ngoài ra một điều khác, Lão Pháp Sư vừa nói, điều đó tôi cũng hiểu rõ, tức là nói cảm ứng đạo giao. Chúng ta và chư Phật Bồ Tát không thể cảm ứng đạo giao. Tại sao? Tâm chúng ta không tương ứng. Giống như cái máy truyền hình đó vậy. Quý vị phát sóng đã phát sai rồi. Vừa phát sóng đã phát sai rồi. Quý vị vẫn không phát được đài của A-di-đà Phật. Tôi vẫn thường hay lấy ví dụ này, bản thân tôi chính là cảm giác như vậy. Tại sao? Bởi vì trong tâm chúng ta là vọng tưởng, chấp trước, phân biệt. Hôm qua chẳng phải đã nói nhị chướng tam chướng sao? Những thứ này đều chiếm đầy hết rồi, cho nên ý niệm trong tâm của chúng ta không cảm ứng được Phật Bồ Tát, không cảm ứng được. Chúng ta không phải chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng sao? Vậy chúng ta bên này, cái cảm này là như vậy, Phật Bồ Tát bên đó ứng không được, vì tâm của chúng ta lộn xộn, rối bời như vậy. Tâm của phàm phu, tâm vọng niệm, tâm nhân ngã thị phi. Phật Bồ Tát thì là tâm thanh tịnh, nên những điều này quý vị và Phật Bồ Tát không tiếp nối được, có đúng không? Cho nên một điều này tôi đặc biệt lý giải, thế nào là cảm ứng đạo giao? Tức là cái cảm của chúng ta thật, Phật Bồ Tát không ứng được, bởi vì kênh không giống nhau, tín hiệu không kết nối được. Tôi nhớ một vài ngày trước, con gái và con rể của tôi đến thăm tôi. Đến lúc sắp ra về, con rể tôi đã cười hì hì mà nói một câu. Lúc đó trong phòng có thể có 2-3 người. Con rể tôi nói là A-di-đà Phật từ bi, chỉ là điện thoại của mọi người cứ hay tắt máy, A-di-đà Phật không liên lạc được với mọi người. Xong rồi quay đầu nói với tôi một câu, mẹ ơi, cố gắng niệm Phật nhé. Quý vị nói, có phải vấn đề như vậy không? Quý vị coi so sánh này của cháu, không phải A-di-đà Phật không tưởng nhớ chúng ta, không tưởng nhớ chúng ta, mà do gì điện thoại chúng ta luôn tắt máy. Ý niệm của chúng ta và A-di-đà Phật không kết nối được. Hôm qua tôi đọc đến đây, tôi liền nghĩ, thế giới ta bà này khổ như vậy đấy, thật sự là một chữ khổ. Quý vị nói, điểm nào không khổ? Hôm qua tôi đã viết 10+ trang, không có một cái gì không khổ. Quý vị nói, sao lão bệnh tử có khổ không? Sao ly tử biệt có khổ không? Quý vị thương ghét hận có khổ hay không? Quý vị tìm không được một đời này của mình có mấy điểm nào vui? Quý vị suy ngẫm lại cho kỹ coi, có phải là như vậy không? Cho nên hôm nay tôi nói vấn đề này thật sự khá nghiêm khắc. Tâm của tôi cũng hơi nặng nề. Tôi đang nghĩ, mọi người chúng ta nếu như thành tâm thật sự tiếp nhận Đức Phật, tiếp nhận Bồ Tát, có thể bây giờ sẽ không đau khổ như vậy nữa. Bây giờ là Phật Bồ Tát muốn cứu quý vị mà cứu không được. Có thể là tôi thì nghĩ như vậy. Bên cạnh chúng ta có Phật Bồ Tát, nhưng mà sao? Vì chúng ta không nhận thấy. Cho nên điều các ngài nói có thể chúng ta nghe không lọt tai, điều các ngài làm chúng ta cũng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm hết, cũng không để ý, không để trong tâm. Tôi cảm thấy Phật Bồ Tát sẽ không từ bỏ chúng ta mà không màng tới. Tức là bây giờ Phật Bồ Tát ở ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta và các ngài cảm ứng không được, cho nên Phật Bồ Tát cũng cứu chúng ta không được, chúng ta cũng thoát khổ không được. Vấn đề nằm ở đây. Cho nên hôm nay chúng ta nói về ba tư lương này. Quý vị nói, ba tư lương này
có quan trọng không? Bây giờ thế giới ta bà chúng ta có khổ không? Mỗi một người chúng ta đặt tay lên ngực hỏi chính mình, quý vị cảm thấy xã hội này, thế giới này ngày nay có bao nhiêu niềm vui chân thật? Quý vị tìm một chút, quý vị hầu như tìm không ra. Bởi vì loạn thế ngày nay đã loạn đến cùng cực rồi. Trong lịch sử có thể là rất hiếm thấy hoặc chưa từng thấy qua. Phải làm sao để độ bản thân chúng ta trước? Sau đó, quý vị độ mình xong rồi, quý vị lại đi độ chúng sanh, để càng nhiều chúng sanh có thể thoát khổ được vui. Biện pháp duy nhất, cố gắng đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc cho hiểu rõ ràng. Không phải nói mình đọc bao nhiêu lần, mà là đọc rõ ràng. Cố gắng niệm A-di-đà Phật. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật niệm tương ứng rồi, quý vị sẽ kết nối được với A-di-đà Phật. Điện đài này sẽ liên thông được. Chỉ đơn giản như vậy. Quý vị niệm một dạng câu Phật hiệu, một chút cũng không tương ứng, vấn đề gì cũng giải quyết không được. Cho nên tôi bây giờ, nếu như tôi nói với mọi người, cố gắng niệm Phật, cố gắng nghe kinh, cố gắng đọc kinh, nhất định phải đem nó lý giải cho thấu và lãnh hội được tinh thần này, chứ không phải quý vị mày mò mà ra. Ví dụ như học lão hòa thượng Hải Hiền, sư phụ nói với chúng ta một ngày nghe 3 lần, nghe thời gian bao lâu? Tôi thấy các đồng tu sẽ nghe theo lời sư phụ, rất nhiều đồng tu đã nghe rồi, tức là 1-2 năm đầu. Tôi thì sao? Nghe như thế nào? Băng đĩa của lão hòa thượng Hải Hiền có thể tôi đã nghe tổng cộng 2-3 ngàn lần rồi. Tôi không phải nói là số lần nghe được bao nhiêu. Bây giờ tôi thể hội được một vấn đề như thế nào? Học lão hòa thượng Hải Hiền, quý vị chỉ học một câu nói là rõ ràng ngay, đời này quý vị chắc chắn thành tựu. Học câu nói nào? Niệm Phật là sự thật, niệm Phật thành Phật là sự thật, những điều khác đều là giả. Quý vị học rõ ràng câu nói này rồi, những cái khác quý vị không cần xem. Chỉ một câu nói này học rõ ràng rồi, tiền đề là học rõ ràng. Mọi người đã nghe rõ ràng chưa? Quý vị chưa học rõ ràng, quý vị cho dù nghe 8 ngàn lần cũng không ích gì. Quý vị nghe rõ câu nói này, niệm Phật thành Phật là sự thật. Sự thật thì làm sao? Thật sự đã khởi lên, những điều khác đều là giả. Cái giả thì làm sao? Cái giả thì buông xuống, có phải không? Cái thật thì khởi lên, cái giả thì buông xuống. Quý vị thực hành được câu nói này rồi, quý vị chỉ một câu này đã y chiếu làm theo, chắc chắn quý vị đời này thành tựu. Tôi ở đây có thể bảo đảm cho quý vị, nhưng mà quý vị vừa không khởi lên được cũng không buông bỏ được. Cái thật không khởi lên được, cái giả không buông bỏ được, thì tôi không thể nào đảm bảo cho quý vị việc này không phải là nói đùa. Học lão hòa thượng Hải Hiền thật sự là cách học ra sao? Quý vị làm sao mới được thọ ích? Bản thân quý vị thật sự phải ngẫm nghĩ cho kỹ. Một mặt quý vị học lão hòa thượng Hải Hiền, một mặt quý vị vẫn làm theo ý mình, mình nên thế nào cứ thế đó. Căn bản là không thể nào giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên bây giờ sau 3 tư lương tín nguyện hạnh này, hôm nay tôi muốn nói trọng điểm cụ thể về cái hạnh này. Bởi vì lúc nãy tôi chẳng phải nói rồi sao? Cái hạnh này là hầu như các đồng tu chúng ta đều có chút khiếm khuyết. Cái hạnh này hành thế nào? Hành rất dễ dàng. Nếu như nói hành rất dễ dàng, có vài đồng tu có thể sẽ nói, cô giáo Lưu, sao cô nói hành rất dễ dàng chứ? Tại sao lại rất dễ dàng? Nó ở ngay trong cuộc sống, nó không vượt ra ngoài cuộc sống. Hôm qua chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi nói không có đại sự gì kinh thiên động địa hết. Bây giờ cũng không cần để chúng ta giống như chị Giang vậy, đứng mũi chịu sào lao vào pháp trường, có phải không? Cống hiến sinh mạng quý báu của chính mình, chúng ta không có những việc này. Tức là chúng ta trong cuộc sống thường ngày, y giáo phụng hành như thế nào, đem giáo huấn của Đức Phật thực hiện trong cuộc sống. Rất đơn giản, tôi lấy ví dụ cho quý vị. Hôm qua chẳng phải tôi đã nói một cô chủ tịch rồi sao? Tức là đạo tràng này hiện nay của mình, bởi vì cô vẫn luôn yêu cầu, cô giáo, cô đừng để lộ nơi này của tôi, cũng đừng để lộ tên của tôi. Cho nên khi tôi nói cứ cảm thấy ngượng nghịu. Có những lúc tôi chỉ sợ nói lộ ra, thật sự phải nên bảo hộ. Cô là vì muốn bảo hộ tôi cũng muốn bảo hộ cô. Chúng ta chỉ nói một cô chủ tịch thôi nhé. Quý vị coi việc bây giờ cô làm, cả nước chúng ta có bao nhiêu vị chủ tịch.
Nếu như các chủ tịch trong cả nước đều có thể làm được giống như cô vậy, hoặc có thể làm được một nửa giống như cô vậy, chúng ta không nói cô chủ tịch này đã thập toàn thập mỹ. Điều này tôi không phải như vậy. Quý vị coi chúng ta nói là phải làm theo thực tế. Con người không ai hoàn thiện, có phải vậy không? Nhưng mà bây giờ những điều cô làm, những điều này hôm qua tôi chưa nói, bởi vì có cô ở đây. Hôm nay tôi nói điều gì? Cô chính là một cô chủ tịch Bồ Tát. Công ty này của cô chính là một công ty Bồ Tát. Nhân viên của cô chính là nhân viên Bồ Tát. Quý vị nói khó không? Thực hiện tín nguyện hạnh này, cái hạnh này, đây là đang thực hiện rồi đó. Thế nào là hạnh? Theo từ ngữ của lão pháp sư, tức là dùng tạo tác. Tạo tác có ý nghĩa gì? Làm việc có phải không? Quý vị nói những điều họ làm có phải là việc bình thường không? Công ty này công ty kia, tất cả các công ty đều đang vận hành. Vậy công ty này của cô, cách vận hành này, bây giờ cô có một tổn thất như vậy. Thực tế tôi thấy điều này tôi chưa nói với cô. Tôi ngẫm nghĩ người ta là chủ tịch, tôi cũng ở ngoài ngành, đừng nói bậy. Tôi nói cô đối với công ty này của mình vừa không quản cũng chẳng lý. Người ta chẳng phải nói quản lý sao? Dù sao trong tâm trí tôi đều nhìn thấy, tôi cảm thấy cô chủ tịch này đối với công ty cô vừa không có quản cũng chẳng có lý. Người ta cứ bình thường như vậy mà có thể làm nó tốt đến thế này, không cần tự mình lo lắng quá nhiều. Tôi nói đây chính là người biết làm quan, có thể làm quan. Đây cũng là một loại năng lực và trí huệ, có phải không? Quý vị coi nhân viên của cô, những người tôi đã tiếp xúc, tôi cảm thấy ai ai cũng là Bồ Tát. Tôi thật sự thấy như vậy. Tôi không phải nói bây giờ tôi ở đây, tôi liền dụ dỗ người ta, tôi liền biểu dương người ta như thế nào, tôi thật sự không phải vậy. Con người tôi không biết nói lời giả dối. Nếu như một gia đình chúng ta, người học Phật như chúng ta, quý vị học giống một Bồ Tát, quý vị nói cả nhà mình đều học theo mình, chẳng phải cả nhà đều là Bồ Tát sao? Tôi nhớ là năm 1992, khi Pháp Sư Giác Ngộ đến nhà tôi để làm tam quy y cho tôi, vừa vào nhà, nhìn thấy Phật đường của tôi, bởi vì là Phật đường do tôi tự mình tạo ra, tôi chưa nhìn thấy Phật đường của người khác thế nào, tức là cái kệ sách nhỏ của tôi sửa lại rồi. Tôi nói, sư phụ à, thầy coi Phật đường này của tôi có được không? Sau khi sư phụ coi xong, vui mừng mà nói, tốt lắm. Tốt dân à, nhà cô là gia đình Phật quá, gia đình Phật quá. Và lúc đó tôi không hiểu chút nào hết, thế nào là gia đình Phật quá? Dù sao sư phụ nói thì tôi cứ nghe vậy. Giờ tôi mới biết là gia đình hoàn toàn có thể trở thành gia đình Phật quá. Cả nhà đều học Phật, tốt biết mấy. Như nhà tôi, bây giờ hai vợ chồng tôi học Phật, con gái con trai học Phật, con dâu cũng học Phật, con rể cũng học Phật, cháu gái mặc dù còn nhỏ, dù sao cũng được hun đúc. Quý vị nói như vậy, cả nhà đều học Phật, hòa hòa mỹ mỹ, đó chẳng phải là gia đình Phật quá sao? Nếu chúng ta đem mỗi một gia đình đều biến thành gia đình Phật quá, đem mỗi một công ty đều biến thành công ty Phật quá, quý vị nói chúng ta ở trong một thành phố đều đã biến thành thành phố Phật quá, xã hội có thể hỗn loạn như vậy không? Đó có phải là đã khôi phục được sự an định hòa hợp rồi không? Cho nên nói mỗi một người học Phật như chúng ta, cái hạnh này quý vị làm được bao nhiêu? Thật sự là quý vị nhìn về mặt rộng. Nếu như nói nhỏ, liên quan đến cá nhân quý vị, gia đình quý vị, cái phạm vi nhỏ này đề cập đến cái lớn, liên quan đến đoàn thể này của quý vị, liên quan đến quốc gia này của quý vị, dân tộc này của quý vị, liên quan đến toàn thế giới. Vì vậy, quý vị đừng coi thường năng lực của hạnh này của bản thân quý vị. Trong cuộc sống có rất nhiều việc đều thể hiện ở cái hạnh này. Ví dụ như, quý vị nói chuyện, chúng ta chỉ nói chuyện nhé. Lời nói này dùng phương thức khác nhau để đem nó diễn đạt ra, có thể hiệu quả thu được sẽ không giống nhau. Xuất phát điểm của quý vị là một, quý vị muốn đạt được mục đích này, nhưng mà quý vị nói như vậy, có thể người ta sẽ tiếp nhận không được, khiến người ta rất tức giận. Tôi còn phải lấy ví dụ về cư sĩ Điêu. Trước đây tôi đã nói qua nhiều lần, quý vị nói cùng một lời nói, mục đích của cô ấy là gì? Mục đích là bảo hộ tôi, không để tôi bị quấy nhiễu. Cô ấy thấy tôi quá lao lực rồi. Tôi chẳng phải đã từng lấy ví dụ này cho mọi người rồi sao? Một Phật hữu Bắc Kinh gọi điện thoại đến cho tôi. Lúc đó cô ấy ở chỗ tôi, cô ấy nghe máy. Sau khi nghe xong, Phật hữu Bắc Kinh nói, tôi muốn tìm cô giáo Lưu,
vì hai chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa mà. Cư sĩ Điêu nói, cô giáo Lưu không có ở đây. Xong rồi, tôi liền nhìn cô. Ý tôi là, người không nói dối, sao lại cũng học nói dối rồi? Vì con người Tiểu Điêu rất thành thật, cô không nói dối. Lần này, tôi liền nhìn cô, tôi nói trong tâm, cô cũng học nói dối rồi. Sau đó, người đầu dây bên kia ý là nói, tôi muốn tìm cô giáo Lưu, tôi có công việc quan trọng. Tôi muốn nói với cô giáo Lưu, chuyện đó có lẽ cũng 5-6 năm trước rồi, 7-8 năm trước rồi. Cô liền nói, tôi cũng tìm không được, tôi cũng không gặp được cô giáo Lưu, đã nói như vậy đấy. Khẩu khí nói chuyện không được thân mật cho lắm, cứ nói theo thực tế như vậy. Tôi lại nghe cư sĩ đầu dây bên kia hỏi tiếp một câu. Cô ấy nói, cô là vị đại đức nào? Tiểu Điêu liền trả lời, là tôi không phải đại đức, tức là người quản đại đức. Bên kia, cúp mắt cái rụp, đem điện thoại dứt luôn. Ở đây tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh đó. Quý vị nói, người ta có nóng giận không? Tôi nói, Tiểu Điêu hả? Có phải có ý tốt không? Cô muốn bảo hộ tôi, không để tôi bị quấy nhiễu. Nhưng mà cô nói mấy lời này không được, khiến người ta nghe xong không những tâm bị nghẽn lại, còn sanh phản cảm nữa. Tôi nói, Tiểu Điêu à, đặt điện thoại xuống. Tôi nói, cô học cách nói chuyện như vậy bao giờ thế? Tôi nói, cô đổi chỗ suy nghĩ thử coi. Cô là cư sĩ đó là cô trả lời người ta như vậy. Trong tâm cô nghĩ thế nào? Cô nói, cũng phải thật, mấy lời này em nói không đúng. Tôi nói, nhất là câu nói đó của cô, tôi không phải đại đức, tôi là người quản đại đức. Tôi nói đùa với cô ấy, cô quản ai vậy? Cô quản gì đại đức nào vậy? Nói đùa thì cũng là nói đùa, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại, trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều tạo tác của chúng ta chính là cái hạnh đó. Tâm là tốt, xuất phát điểm là tốt, sau cùng kết cục đó, kết quả đó thì không tốt, không được như ý. Vậy tại sao chúng ta không thể thay đổi phương thức, phương pháp một chút chứ? Có phải không? Tôi lại lấy một ví dụ như quý vị. Tức là hai ngày trước đã có một việc gì đây? Tức là khi chúng tôi ngồi đó nói chuyện phím nhé. Đây chẳng phải tuyển tập kệ tụng đã phát ra rồi sao? Cáp Nhĩ Tân thì sao? Đại dân quay về phát tập kệ tụng này rồi. Cáp Nhĩ Tân, đại dân nói với tôi, Di Lưu à, Cáp Nhĩ Tân rất nhiều vị đều là lão Bồ Tát, em phải đi phát cho họ. Nhất là Cáp Nhĩ Tân chúng ta bây giờ rơi tuyết lớn lắm, đường cũng không dễ đi. Cô ấy kể mấy vị đều là người tôi quen biết. Tôi nói, mấy vị này thật sự phải đưa qua, thật sự không thể để họ đến lấy, vậy vất vả cho cô rồi. Đại dân nói với tôi, cô nói, Hải Lâm nói cử hai công nhân để giúp em khiêng lên, bởi vì có vị sống ở trên lầu, có gì ở lầu 5, lầu 6, em không khiêng nổi. Mọi người nghĩ coi, một thùng sách đó cũng rất nặng, nếu để đại dân khiêng, chắc chắn cô ấy không khiêng nổi. Cô đã nói với tôi, khi cô nói về việc này ở trong điện thoại, tôi đã tiện thể nói luôn là, đại dân à, cái đó thì để công nhân khiêng đi, cũng đủ khiêng rồi đấy. Nếu như từ lầu 1 khiêng đến lầu 5, tôi nói bây giờ tôi không biết một thùng sách đó nặng bao nhiêu, tôi đoán chừng sách đó là sách nặng, hai là giải nặng. Điều này thì tôi biết. Tôi nói có thể nào đừng sợ phiền phức, đem thùng sách đó mở ra, phân ra nhiều lần mà di chuyển lên trên lầu. Như vậy chẳng phải sẽ nhẹ hơn sao? Vậy cô bất luận là ai khiêng, thật sự cũng đủ khiêng rồi. Tiểu Điêu ngồi bên cạnh tôi đã nói một câu. Công nhân đó ngồi không cũng chẳng có việc gì thì khiêng đi. Lúc đó tôi nhìn cô ấy, tôi nghĩ việc này không phải tôi đề cao bản thân mình, hạ thấp Tiểu Điêu. Tôi đã nghĩ chính là cái này. Tôi nói thế này, mọi người quý vị nghe xong, có phải đạo lý như thế không? Tức là tâm niệm không giống nhau, tâm niệm không giống nhau. Điều tôi nghĩ là gì? Tôi không nói, không để công nhân khiêng, có phải không? Quý vị nói công nhân nếu không khiêng những thứ này, những lão Bồ Tát đó cũng không khiêng lên được. Việc này không có gì khác biệt hết. Tức là cách khiêng như thế nào? Trong tâm tôi là muốn đem chúng tháo ra. Công nhân sẽ chia ra mà đưa lên lầu, sẽ không phải nặng như vậy nữa, quá mệt. Còn Tiểu Điêu, tôi không biết tôi nói như vậy, đợi sau khi cô ấy coi xong câu nói này của tôi, trong tâm cô ấy có phục không? Cô liền nói, tôi đã lý giải thế nào, cũng có thể tôi hiểu lầm cô ấy rồi. Tôi nghĩ thế nào đây? Cô ấy nghĩ, đó chẳng phải công nhân sao? Công nhân họ không kiếm tiền sao? Không kiếm lương sao? Vậy thì họ khiêng đi. Sau đó, đối với vấn đề này, tôi đã không giao luôn với Tiểu Điêu. Một là tôi không có thời gian, hai là tôi giao lưu, tôi không biết cô ấy có tiếp thu không. Giống vậy tôi đã nói sự mù mịt đó, người ta đã để trong tâm rồi,
hai ngày nay đang suy ngẫm rồi. Tôi lại nói tiếp việc mấy quyển sách này lại tăng thêm một gánh nặng cho cô ấy. Tôi đã không nói như vậy. Bản thân tôi ngẫm nghĩ, tôi nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ nếu như tôi muốn giao lưu với Tiểu Điêu, tôi nghĩ nói như vậy. Nếu như công nhân khiêng sách này là con trai của cô là người làm mẹ, trong tâm cô có thấy thương xót không? Cô dùng tâm của chính mình so với tâm của người ta. Quý vị nghĩ, em nhỏ đó ra ngoài làm thuê thì trả lương cho người ta, nhưng chúng ta trong quá trình này có thể cung cấp chút tiện ích cho họ không? Nghĩ thay cho họ một chút. Công việc vẫn làm, nhưng đừng để họ đuối sức. Quý vị nghĩ, con cái chúng ta nếu ra ngoài làm thuê, trong tâm chúng ta nghĩ, mong sao các con gặp được một người lãnh đạo tốt, có thể chiếu cố các con một chút. Có phải người làm cha mẹ đều có suy nghĩ này không? Cho nên dạo này thật vậy, tôi vẫn luôn đang suy ngẫm vấn đề này. Hai ngày đầu, tôi cũng chẳng cười hì hì nói với mọi người sao. Tôi nói, sau khi tôi tới đây rồi, tôi cũng không biết là tôi tình chấp quá nặng, hay là tôi tăng trưởng tâm từ bi. Tôi nói, tôi tô chút son, bôi chút phấn cho bản thân mình, tôi thấy hình như tâm từ bi của mình lại tăng trưởng rồi. Hai ngày nay, tôi thật sự đang suy ngẫm vấn đề này, bởi vì có đồng tu cũng nói như vậy. Cô giáo à, có phải cô tình chấp nặng rồi không? Thật vậy. Tôi nghe vào rồi, tôi đang suy nghĩ vấn đề này. Buổi sáng hôm nay, tôi vừa nhiễu Phật, tôi đang suy ngẫm vấn đề này. Tại sao trong khoảng thời gian này tôi lại như vậy? Tôi thực sự là trong tâm đã có đáp án, nhưng mà tôi không thể nói với quý vị. Nếu tôi nói với quý vị rồi, quý vị sẽ lại nói là cô giáo Lưu hai ngày nay cứ tô son bôi phấn cho mình thôi, cho nên tôi không dám nói nữa. Bản thân tôi đã biết đáp án, không phải do tự tôi biết được, là Phật Bồ Tát nói cho tôi đáp án. Thật vậy, buổi sáng hôm nay tôi nhiễu Phật, không phải tôi tư tưởng chạy lung tung, tức là không hay không biết, mà đã đem vấn đề này nói cho tôi. Vì hai ngày nay tôi ngày nào cũng ngẫm nghĩ. Tôi đã nghĩ như thế nào? Là một người học Phật, họ cũng không phải là một cục gỗ, họ cũng là một con người có máu thịt, họ cũng có tình, cũng có nghĩa. Phải nên là như vậy, nếu không thì tâm của người học Phật như chúng ta đều lạnh lẽo như cục băng, ai dám học Phật nữa? Chúng ta có thể độ ai được? Quý vị đem cục băng của mình vừa đứng bên người ta đã làm cho người ta lạnh chạy mất tiêu. Cho nên tôi vẫn đang nghĩ như vậy. Tôi chủ trương vẫn nên có nhiều tâm từ bi một chút. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà đáp án đó quý vị đừng nghĩ, cô giáo Lưu nói với chúng tôi đi, quý vị hỏi tôi cũng sẽ không nói, bởi vì đáp án này rất quan trọng. Một mình tôi biết là được rồi. Có một hôm, hình như tôi đã nói với Tiểu Du Tử, tôi nói, anh nói tôi là tình chấp nặng hay là tôi như thế nào vậy? Tiểu Du Tử đã nói mấy câu. Anh nói mấy câu đó so với đáp án đã cho tôi vào buổi sáng hôm nay có chút cận kề, nhưng không phải rất chính xác, rất hoàn chỉnh như vậy, nhưng mà ý anh nói cũng đã cận kề rồi. Cho nên có những lúc tôi đã nghĩ là trong cuộc sống của chúng ta, về một số người, một số việc, quý vị nên xử lý thế nào? Quý vị hành Bồ Tát hạnh, quý vị biểu hiện Bồ Tát Pháp, quý vị hành không phải Bồ Tát hạnh, quý vị sẽ biểu Pháp gì? Pháp của phàm phu. Chúng ta không thể nói, là nói sâu xa hơn, thì có thể mọi người sẽ không chấp nhận. Vậy chúng ta đang biểu Pháp gì đây? Quý vị nghĩ, dù sao có hai con đường. Tôi chưa nói sao, không niệm Phật thì niệm ma, chỉ có hai con đường. Bản thân quý vị suy ngẫm một chút. Khi quý vị không niệm Phật, quý vị niệm cái gì? Niệm vọng tưởng, niệm phân biệt, niệm chấp trước, niệm nhân ngã thị phi. Quý vị nói, có phải ma không? Nội ma cũng có, ngoại ma cũng có. Chủ yếu là ngoại ma. Ngoại ma, nội ma xen tạp lại với nhau. Quý vị nói, điều quý vị niệm có phải ma không? Cho nên tôi nói, bây giờ quý vị hành, không phải Bồ Tát hạnh, thì quý vị đang hành cái gì? Bản thân quý vị vẽ một vạch, dù gì cũng hai con đường. Quý vị không đi đường này thì sẽ đi đường kia, tức là một đạo lý như vậy. Cho nên tôi đã nhiều lần nói với quý vị, lão pháp sư cho tôi nhiệm vụ làm tấm gương tốt, thật sự đã giáo dục tôi, cũng đã khai mở cho tôi. Nếu như không phải lão pháp sư cho tôi nhiệm vụ này, có thể tôi vẫn còn giống những năm trước, tự mình sống cuộc đời của mình. Tôi muốn niệm Phật thì tôi niệm Phật, muốn nghe kinh thì nghe kinh, rất tốt.
vậy cũng rất phóng khoáng tự tại. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ cho tôi nhiệm vụ này rồi. Thật sự tôi thật sự phải cảm ơn sư phụ. Nếu không như vậy, tôi sẽ không thời thời khắc khắc chú ý đến nhất ngôn nhất hành của chính mình. Thật sự như vậy, tôi thật sự sợ bôi tro vào sư phụ, tôi không thể làm sư phụ mất mặt. Cho dù năng lực của tôi không đủ, trình độ khá là thấp, nhưng mà tôi sẽ toàn tâm toàn lực mà làm, nhất định sẽ làm tấm gương tốt cho mọi người. Lúc nãy tôi lấy ví dụ, quý vị đừng nghĩ cư sĩ điêu này có chuyện gì thế này chứ. Quý vị không được nghĩ như vậy đâu. Tại sao tôi lại lấy ví dụ về cư sĩ điêu? Hai chúng tôi có giao hẹn, bởi vì có những lúc, những khi tôi giao lưu với mọi người thì cần phải lấy một số ví dụ. Quý vị không dùng ví dụ thật, mọi người cũng không tin phục. Quý vị nói lý luận có phải là không được không? Cho nên tôi nói với Tiểu Điêu, tôi nói có những lúc nha, tôi sẽ phải lấy cô làm ví dụ. Tiểu Điêu nói, chị hai, hai chúng ta như thế này, ví dụ của chị là về em, chị cứ lấy ví dụ về em đi. Nếu không phải em, chị cũng cứ đem việc đó gán vô thân em, cùng lấy em ra làm ví dụ. Hai chúng tôi đã giao hẹn như vậy. Cho nên tôi không phải ở đây. Có đồng tu trước đây hình như có hơi suy nghĩ, nói cư sĩ điêu đó ở bên cạnh cô giáo lưu cũng thật là xui xẻo. Quý vị nói cô giáo lưu cứ bôi nhọ cô ấy. Tiểu Điêu nói, chị hai, em có nghe họ nói những lời như vậy? Tôi nói, vậy cô có phản ứng gì không? Cô nói thế nào? Cho nhận thức ra sao? Cô nói, lúc đó em đã nói tôi không giống như mọi người nghĩ vậy đâu. Chị hai lưu của tôi lấy tôi làm ví dụ, giúp tôi tiêu rất nhiều nghiệp. Chị ấy ở những nơi công cộng, càng lấy tôi làm ví dụ, càng tiêu nghiệp cho tôi. Tôi đã cười, tôi nói, Tiểu Điêu, nếu cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Vì hai chúng ta, một là đã giao hẹn rồi, cô bảo tôi lấy cô làm ví dụ. Vậy quý vị nói, cho đến bây giờ nhé, cô ấy đã theo tôi 10 năm rồi, chỉ có một mình cô ấy. Muốn tôi nói về cuộc đời của mình, một tri kỷ duy nhất chính là Tiểu Điêu thôi. Bởi vì có đồng tu chẳng phải đã nói, cô giáo cũng chọn lựa thế nào ấy, chọn ngay một bảo bối sống như vậy, đặt ngay bên cạnh. Tôi nói thật lòng, tôi chọn ra được một tri kỷ. Hai chúng tôi thật sự không gì không nói. Quý vị nói, cô ấy có thể lý giải sự quan tâm và thương yêu của tôi dành cho cô. Tại sao tôi phải nói cô? Sao tôi dám nói cô như vậy? Quý vị nói, tại sao tôi không nói người khác chứ? Có một lần, cô chủ tịch nói, cô giáo à, sao cô không nói tôi giống như nói gì điêu vậy chứ? Tôi đã nói một câu, tôi nói quan hệ vẫn chưa đến mức đó. Đây có phải lời nói thật lòng không? Là lời nói thật lòng. Quý vị bất luận là chủ tịch cũng vậy hay là ai cũng vậy, không bao gồm Tiểu Điêu trong đó, tôi sẽ không dùng khẩu khí đối với Tiểu Điêu mà đối đãi quý vị. Bởi vì sao? Thật sự là chưa đến được lúc đó. Không phải nói Tiểu Điêu dễ bắt nạt. Tôi cứ mãi nói cô ấy, người khác không dễ bắt nạt, tôi liền không dám nói. Không phải như vậy. Khi tôi nói quý vị không tiếp thu được, quý vị sanh phiền não, không lợi cho quý vị tu hành. Còn Tiểu Điêu tôi đều hiểu được, hai chúng tôi thật sự hiểu nhau thấu triệt rồi. Chẳng phải cô ấy đã nói, chị hai, trong tâm chị nghĩ gì em biết hết. Tôi nói, cô có thần thông rồi. Thật ra mà nói, có rất nhiều lúc việc tôi muốn làm, lời tôi muốn nói, cô thật sự đã nghĩ đến trước cả tôi. Điều này cô thật sự không khoa trương. Quý vị coi, có lúc cô cũng nhiễu loạn một chút, gây phiền phức cho tôi một chút, những thời khắc then chốt thì cũng khởi được tác dụng chính diện. Cho nên tôi nói, năng lượng chính diện của tôi cũng nhiều lắm, năng lượng phản diện thì vẫn ít. Thỉnh thoảng nói chuyện miệng không kiểm soát được, gây ra chút phiền phức, đó là điều thứ yếu. Nhưng mà tôi với cô ấy thì phải yêu cầu nghiêm khắc. Tôi nói, 10 năm trước đây tôi không lập quy củ gì cho các cô, đã nuông chiều các cô hư hết. Bắt đầu từ bây giờ phải quản chế nghiêm khắc. Đối với người khác chỉ cần là chân tâm, tôi cảm nhận là đến một mức độ nhất định, cho dù lời nói của quý vị quá nặng, họ cũng sẽ lý giải được. Chưa đến mức độ đó, lời nói của quý vị đến mức độ nào, nói đến trình độ gì, điều này đều phải suy nghĩ về phương thức phương pháp, tâm quý vị là tốt, sau cùng thì sao, đạt được một mục đích thế nào rồi, điều này quý vị có phải nên suy nghĩ không? Cho nên, đồng tu chúng ta tu pháp môn tịnh độ niệm Phật, ba tư lương này, cái hạnh này, tôi nói với quý vị, không phải nói ai ai cũng đều có khiếm khuyết như nhau. Tôi nói như vậy, có thể có một số đồng tu tu hành khá tốt sẽ không thấy phục. Cô giáo lưu, tự cô nói cô có khiếm khuyết là được rồi, sao cô còn nói ai ai cũng đều có thể có khiếm khuyết? Thật sự là vậy, điều tôi nói là sự thật. Vì chúng ta nhất định phải sống ở giữa phàm thế này,
chúng ta đều là phàm phu mà nhận thức của họ về một số vấn đề, họ sẽ có một tính cục hàng nhất định. Quý vị không nhận thức được, quý vị muốn để làm họ tốt, đó là điều không thực tế, có phải không? Cho nên chúng ta phải vận dụng công phu nghiêm túc trong việc hành. Đến lúc đó, đợi đến khi chúng ta sắp giảng sanh, tính tâm đầy đủ rồi, nguyện đầy đủ rồi, hành cũng đầy đủ. Vậy không nói gì nữa, nhẹ nhàng tự tại. Mà đến với thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, quý vị nói tốt biết mấy. Tôi nghĩ tính nguyện hành vấn đề về ba tư lương này, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều đem nó đặt vào trong nhật trình, có phải không? Quý vị coi tôi còn phải nói gì tôi? Quý vị nói gì tôi có bản lĩnh gì? Bây giờ chúng ta đã biết việc thế nào rồi. Vậy nếu như không phải chị ấy giảng sanh rồi, chị ấy chẳng phải là một bà cụ thật quá đổi bình thường sao? Nhưng điều tôi khâm phục nhất là gì? Chính là ba tư lương này của chị, hồi chị sanh tiền, tôi không nâng cao nhận thức như vậy. Đợi đến sau khi chị tôi giảng sanh rồi, tôi đã đối chiếu từng điều một. Ba tư lương này của chị tuyệt đối là vô cùng dư giả. Không những đã đầy đủ, mà còn dư hơn thế nữa. Tính tâm của chị từ khi bắt đầu tin Phật, hai chúng tôi tin Phật có lẽ đại khái là người trước người sau, cũng đều là năm 1992, năm 1991. Đại khái khoảng đó, bắt đầu từ ngày đó khi chị tin Phật, chị đã chưa bao giờ bị dao động. Hơn nữa cũng không phải là giống trống khua chiên rầm rộ, chạy đông chạy tay gì hết. Chị chỉ ở trong nhà, tức là người ta nói niệm Phật thì niệm Phật. Tin như vậy, chưa bao giờ bị dao động, mãi cho đến lúc giảng sanh. Tôi nói cho mọi người nghe, người ta trước lúc ra đi, y theo thường tình thông thường của chúng ta, chúng ta dùng thường tình để nói, đều hy vọng gia thân quý thuộc con cái đến vây quanh bên mình, hy vọng bạn bè người thân đều đến gặp mặt một lần cuối. Người này vẫn chưa thấy được, người kia vẫn chưa thấy được, có phải thường tình không? Chị tôi không có. Chị tôi không có bất cứ yêu cầu gì, nói mình muốn gặp ai, mình muốn gặp ai, một người cũng không có. Bây giờ vấn đề này cũng đã trôi qua rồi, chúng ta đều có thể nói công khai rồi. Bởi vì lúc đó, một nội dung mà chị tôi muốn biểu pháp, chẳng phải chướng ngại sao? Chướng ngại đó luôn phải có người đến biểu diễn. Ai đến biểu diễn? Thì mấy đứa nhỏ này đã đến biểu diễn một chút. Các con của chị tôi, con gái của tôi, mấy người này đã kết bè kết lũ lại với nhau, bắt đầu biểu diễn chướng ngại này. Bây giờ kể lại cũng giống như kể chuyện cười. Nếu nói vào lúc đó thì đều là thật sự là chướng ngại, dở khóc dở cười. Quý vị coi, mấy đứa con của chị tôi, lúc đó là cháu gái thứ tư của tôi có mặt, luôn có mặt. Tôi nói, hai chúng ta trực ban, hai chúng ta ở đây, một già một trẻ, ngồi ở đây trực ban. Bởi vì mấy người kia đều không vui vẻ, người ta cũng không đến, không đến phía trước. Không những không đến phía trước, người ta đều không đến, là như vậy. Rõ ràng biết là mình còn một hai tiếng đồng hồ nữa là phải ra đi. Sau đó mấy đứa con, mấy đứa này đều không gặp mặt được. Quý vị nói không nhớ được sao? Không muốn gặp mặt lần cuối được sao? Chị tôi giống như không có việc này vậy, vẫn nói cười cười như cũ với mọi người. Người ta nên nói gì thì nói, không có một chút nhớ thương con cái. Thế nào đấy? Hoặc là ngóng trông đợi chờ, coi thử có tới chưa. Bây giờ nếu như là các đồng tu niệm Phật có mặt ở lúc đó, quý vị nhớ lại một chút, có phải vậy không? Không có chút nào như vậy. Sau đó người ta ra đi sáng suốt như vậy. Quý vị coi hình ảnh sau cùng đó, thật sự là khắc cốt ghi tâm trong tâm trí của tôi. Đó là tôi ở ngay đó tận mắt nhìn thấy. Đó chính là hình ảnh sau cùng của chị ấy. Nụ cười đó sáng lạng biết mấy. Quay đầu nhìn lại bài kệ tụng của chị tôi, nói với mọi người rồi chứ. Cười mà giảng sanh. Trước đó sự việc này, cảnh giới đó, chị tôi đã diễn đạt ra trong bài kệ tụng. Và sau đó rốt cuộc là việc như thế nào? Đợi sau khi chị tôi đi rồi, dành ra chút thời gian lại xem lại tỉ mỉ bài kệ tụng đó của chị tôi. Tôi đã đối chiếu từng cái một, thật sự là như vậy. Bởi vì có người không lý giải được, nghĩ không ra, điều này bản thân tôi phải nghiêm túc, tôi phải coi xem có phải là sự việc như vậy không,
là tôi đã nói khoa trương rồi sao? Kết quả tôi đã đối chiếu kệ tụng của chị tôi, đối chiếu từng câu một, không một câu nào không đúng. Bây giờ tôi có thể nói với mọi người một cách thẳng thắn như vậy, thật sự không có một câu nào không đúng, 100% đã thực hiện. Quý vị nói, không phải Đại Bồ Tát thì là gì? Không phải Đại Bồ Tát, quý vị dùng phương pháp khác, quý vị giải thích được không? Vậy, có đồng tu nói là, thêu dệt là chuyện thế nào? Lúc đó trong tâm tôi không khâm phục. Tôi nói thêu dệt chuyện này, những chuyện khác đều dễ thêu dệt. Chuyện sanh và tử này thêu dệt được không? Ai dệt được chứ? Quý vị nói thêu dệt. Tôi thêu dệt cho chị tôi một cái. 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11 năm 2012. Chết, quý vị nói tôi bày cái này. Bản thân chị tôi cũng bày ra. Lại còn bày ra hoàn toàn đúng như ngày tháng tôi bày ra. Quý vị nói chuyện này là sao? Vậy nếu như lúc đó trong tâm tôi hơi bị tức giận, tôi đã nghĩ, vậy quý vị ai tới thiêu dịch cũng bày ra một cái, thiêu dịch bản thân quý vị giờ nào, tháng nào, năm nào sẽ chết. Tôi thực sự có phần cố chấp rồi. Vào lúc đó cảnh giới không cao, không suy nghĩ được rõ ràng như bây giờ. Cho nên có suy nghĩ như vậy. Vì thế quý vị nói, lão Bồ Tát này, chị đã dùng cái gì để độ chúng sanh? Dùng cái hạnh của chị. Quý vị nghĩ, thời gian 4 năm, năm 2008 chị làm phẫu thuật, năm 2012 ra đi, thời gian 4 năm, chỉ luôn ngồi ở một chỗ trên giường đó, đã ngồi 4 năm, một cái chân. Chị bị cưa chân, đã bị cưa đến bộ phận nào? Bị cưa đến khúc giữa của đùi và đầu gối, ở vị trí phân nửa đó, chỉ còn để lại một chút. Quý vị nói, chúng ta hai chân ngồi đó, ngồi mệt rồi, còn có thể xoay chuyển động đậy, còn bà cụ thì cứ ngồi như vậy suốt 4 năm. Nhưng chị không có bệnh tật gì hết. Nếu quý vị nghĩ, ôi chao, 4 năm đó chẳng phải ngồi đến mông đều lở loét hết sao? Khó chịu biết mấy, không có, tất cả đều rất tốt. Sau cùng, một ngày trước khi ra đi, tôi đã nói đùa với chị tôi. Tôi nói, chị à, công phu ngồi của chị luyện thật là tốt. Đây là công phu gì vậy? Rồi tôi lại nói, người ta ngồi thiền thì là thiền công. Chị ngồi 4 năm như vậy, chị đây là công phu gì? Chị tôi nói, chị là tọa công. Tọa công? Em biết chị đang ngồi ở đâu không? Tôi nói, chị ngồi ở đâu? Chị ngồi trên đài kim cang. Trên thực tế vào lúc đó, tôi căn bản không biết thế nào là đài kim cang. Tôi liền nói, chị ơi, đài kim cang đó ra sao? Chỉ cho em coi thử. Chị tôi cười, không lên tiếng. Tôi nói, vậy cho em mượn ngồi một tí được không? Chị tôi nói, né qua một bên đi. Tự mình có không ngồi, ngồi chỗ người ta làm gì? Tôi nói, em không có mà. Chị tôi nói, sau này sẽ biết ngay. Đây chính là một ngày trước khi chị tôi giảng sanh. Hai chúng tôi đã nói đùa như vậy. Thực tế là hai chúng tôi nói đùa cũng được, hay là khôi hài cũng được. Mãi cho đến ngày mà chị giảng sanh, cứ mãi như vậy. Quý vị nói, một vị lão Bồ Tát này, chỉ một cái hạnh của chị ấy, chị đã độ bao nhiêu chúng sanh? Cái hạnh này có quan trọng không? Quý vị nói, chị có bản lĩnh gì? Chị tôi không biết nói năng gì. Nếu quý vị nói, cô giáo Lưu, biệt tài đó của cô thật tốt, cô thật biết nói năng. Tôi nói đây cũng là mấy năm nay tôi bị ép mà ra, luyện mà ra. Giúp gì? Tôi không thích nói năng gì cả. Chị tôi càng không thích nói gì. Quý vị nói, 5 ngày sau cùng đó, biểu pháp thao thao bất tuyệt, đã nói 5 ngày, hầu như là 5 ngày 5 đêm. Quý vị nói, đó chẳng phải Phật lực gia trì, chẳng phải Bồ Tát biểu pháp. Làm sao có thể như vậy? Cho nên, nếu như có thời gian, dạo này tôi có một khoảng thời gian, trước khi viết tài liệu, tôi đã đem băng đĩa chị tôi giảng sanh đó, từ đầu đến cuối mà xem một lượt. Tôi liền cảm thấy, lần này tôi coi, so với khi tôi coi hồi băng đĩa này vừa mới ra, ấn tượng càng thêm sâu sắc. Bởi vì sau việc đó rồi, có rất nhiều, ví dụ như, tôi muốn hiểu rõ một sự việc. Tôi đem đĩa này ra coi, tôi coi hiểu rõ rồi, lần này tôi mới phát hiện ra một vấn đề. Tức là chị trong 5 ngày đó gọi là, chúng ta cứ nói là tán gẫu đi, trong lúc nói chuyện phím, đã đem đáp án vấn đề đó đưa cho chúng ta rồi, chỉ coi chúng ta có chú ý nghe hay không. Chỉ một bà cụ hết sức bình thường, phổ thông như vậy, sau cùng ra đi, đi ung dung đến thế, tự tại đến thế, đã biểu một pháp như vậy cho chúng sanh. Đây chính là cái hạnh của chị, đã viên mãn triệt để, có phải vậy không? Quý vị nói việc này khó hay không khó? Quý vị nói khó, khó còn hơn lên trời. Quý vị nói không khó, là Bồ Tát đã biểu diễn viên mãn như vậy. Quý vị lại xem từ bản thân chị, quý vị không nhìn thấy khó.
Nên tôi đã nghĩ mỗi một người học Phật chúng ta, một là phải học giáo huấn của Đức Phật. Không thể dùng ý nguyện của một người, sự thương ghét của cá nhân mình, tức là mình thích, mình không thích, để xét đoán một số sự việc, để xử lý một số vấn đề. Nhất định phải y giáo phụng hành. Đức Phật giáo dục như thế nào? Vào kinh Phật để tìm đáp án. Quý vị như vậy, kết luận quý vị rút ra, điều sau cùng quý vị làm được nhất định là chính xác. Nếu quý vị vẫn y theo tư duy phàm phu của mình, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, sau cùng quý vị có được đáp án, nhất định là sai lầm. Hạnh của quý vị chính là sai lầm, điều quý vị tạo tác chính là ác nghiệp. Có những lúc chúng ta tạo tác ác nghiệp, chúng ta cũng không biết. Không phải mình thành tâm muốn tạo ác nghiệp, mà là quý vị không biết. Quý vị vô tình đã tạo tác ác nghiệp. Cho nên, quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ sai rồi, thấy sai rồi, quý vị có thể làm đúng sao? Không thể nào. Quý vị thấy sai, nghĩ sai, điều quý vị làm ra, điều quý vị nói ra, chắc chắn là sai. Cái sai đó chính là ác. Bây giờ, nếu như nói cái này là tạo ác nghiệp đấy, có đồng tu có thể sẽ nói, việc này có gì đâu, chỉ việc nhỏ như vậy thôi mà cũng gọi là ác sao? Ác. Một tiêu chuẩn phân biệt, vì chính mình chính là ác. Vì người khác, vì chúng sanh chính là thiện. Đây là một tiêu chuẩn đơn giản nhất để nhận biết thiện và ác. Chúng ta đã luôn luôn lơ là, cảm thấy mình làm việc này cũng không có sao, làm việc kia cũng chẳng có gì. Ý niệm đó của quý vị cũng có nghĩa là vãng sanh thế giới cực lạc. Có dễ dàng không? Dễ dàng. Có khó không? Khó. Vậy quý vị một ngày với ý niệm đó, không bao giờ dứt cái ác này tiếp nối cái ác kia, cái ác này tiếp nối cái ác kia. Quý vị còn không nhận thức được, quý vị làm sao vãng sanh được? Vậy là khó rồi. Nếu như ý niệm mỗi ngày của quý vị đều là tịnh niệm, thiện niệm cũng không được. Thiện niệm vào ba đường thiện chỉ có tịnh niệm. Tịnh niệm là gì? A-di-đà-phật. Cho nên mỗi lần tôi gặp mặt mọi người, tôi đều nói đi nói lại như vậy. Tôi cũng nghĩ các đồng tu có phải đều nghe ngán ngẩm rồi không? Cô giáo Lưu này có nói chúng ta cứ niệm A-di-đà-phật. Bây giờ một con đường thoát duy nhất chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Quý vị nắm cho vững hai điều này rồi, quý vị vãng sanh sẽ được nắm chắc. Hai điều này, một điều nắm không vững, nhất là Phật hiệu, quý vị xen tạp gián đoạn, quý vị vãng sanh căn bản là không có phần. Hôm qua chẳng phải tôi đã nói một tiêu chuẩn rồi sao? Lão Pháp Sư nói, y theo kinh Vô Lượng Thọ để đánh giá, quý vị làm được 100%, quý vị sẽ thượng phẩm thượng sanh, vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật. Hơn nữa quý vị là hóa thân của A-di-đà Phật. Quý vị làm được 95%, quý vị là thượng phẩm trung sanh. Làm được 80% là thượng phẩm hạ sanh. Cứ dễ suy ra, suy đến cột thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh, đó là giới hạn thấp nhất. Suy tiếp xuống dưới thì quý vị không còn phần nào nữa. Tiêu chuẩn của hạ phẩm hạ sanh là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị làm được 2 phần, tức là 20%. Nếu như 20% của kinh Vô Lượng Thọ quý vị không làm được, quý vị vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc thì một phần cũng không có. Nói đến đây, tại sao hôm qua tôi đã nói một lần về tiêu chuẩn này, hôm nay tôi lại nói tiếp một lần về tiêu chuẩn này, nhắc nhở mọi người coi trọng, đừng có lơ là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đối chiếu từng điều với chính mình, điều này mình làm được rồi, điều nào chưa làm được, điều nào còn có khiếm khuyết, đem khiếm khuyết đó mau bồi đắp lại. Như vậy, ba tư lương của chúng ta, cũng như chúng ta nói theo lời của lão bá tánh, chúng ta để dành tiền, chúng ta muốn làm một sự việc gì đó, chúng ta để dành tiền, số tiền này quý vị để dành đủ chưa? Nói như lời của Phật Pháp thì sao? Tức là ba tư lương quý vị đã đầy đủ chưa? Ba tư lương đầy đủ rồi, tới lúc đó chắc chắn sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Ba tư lương bị khiếm khuyết, không đảm bảo được. Các đồng tu, những lời tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Ba tư lương không được đầy đủ, không đảm bảo được. Tôi không thể nói quý vị nhất định là đi không được, thật sự là không đảm bảo. Quý vị không biết gốc nào có khiếm khuyết thì khiếm khuyết đó đã chướng ngại rồi, quý vị sẽ không đi được. Quý vị nói chúng ta thành tâm thật ý muốn vãng sanh thế giới cực lạc,
muốn đi làm Phật, làm học sinh tốt của A-di-đà Phật, có phải vậy không? Bởi vì có một chút khiếm khuyết như vậy chúng ta liền đi không được. Dù sao bây giờ, tôi nói với mọi người, việc tôi lo lắng nhất chính là nhân ngã thị phi. Hôm nay tôi thật sự nói lại một lần nữa về trọng điểm. Cái nhân ngã thị phi này thật là ảnh hưởng đại sự. Quý vị chỉ cần mình ghét một người, ý niệm này của quý vị xoay chuyển không được. Hơn nữa, không phải xoay chuyển từ nội tâm. Quý vị chỉ một ý niệm này, quý vị chắc chắn không đến thế giới cực lạc được. Cho nên tại sao tôi có công phu, có thời gian, có cơ hội, tôi liền nói chuyện với mọi người về điều này. Vấn đề nhân ngã thị phi, vì nó trực tiếp liên hệ đến có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc không. Ở đây tôi khuyên các đồng tu, nếu quý vị thật sự muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, nhất định phải quản tốt cái miệng này của mình. Cái miệng này thật sự là, quý vị nói có phải gây họa đều là từ cái miệng này ra không? Hằng ngày đôi mắt nhìn chằm chằm lỗi của người ta, miệng thì nói lỗi của người ta, mà quý vị còn muốn lên thế giới Tây Phương cực lạc. Chỉ một điều này, quý vị đi không được rồi. Có thể có người nói, vậy ai không nói lỗi của người khác chứ? Tôi sẽ nói với quý vị, ai cũng nói lỗi của người khác. Quý vị có muốn đi đến thế giới cực lạc không? Muốn đi thế giới cực lạc, quý vị đừng nói. Quý vị nếu không muốn đi thế giới cực lạc thì cứ nói với người khác, tôi không quản quý vị được. Chỉ một điểm này, điều này có khó làm không? Hơi bị khó. Tức là đã tập thành thói quen rồi, mở miệng điền thị phi người khác. Điều này, nếu như quý vị thật sự muốn đi thế giới cực lạc làm Phật, điều này nhất định phải sửa. Nhất định phải sửa, không sửa, quý vị thật sự không đi được. Chính điều này, tôi cảm thấy là trong số các đồng tu học Phật chúng ta, cái sai dễ phạm phải nhất là lỗi lầm dễ phạm phải nhất. Quý vị sai trước, sau cùng quý vị nâng lên chính là lỗi. Lỗi xong rồi lại nâng lên nữa chính là tội. Quý vị nói làm sao đi thế giới cực lạc được? Thế giới cực lạc là nơi như thế nào? Là nơi chư thượng thiện nhân tụ hội. Vậy quý vị nói chúng ta là thiện nhân sao? Tâm quý vị chất đầy lỗi lầm của người khác, ý niệm của quý vị là thiện sao? Hành của quý vị là thiện sao? Quý vị không phải thiện nhân, nên quý vị không đi thế giới cực lạc được. Nhất định phải sửa cái lỗi lầm nghiêm trọng nhất đó của chúng ta, làm cho ba tư lương của chúng ta được đầy đủ. Bởi vì cái hạnh này được tích lũy theo ngày tháng, đúng không? Tính và nguyện, tôi ước chừng bây giờ các đồng học học tịnh độ có lẽ là vấn đề không lớn lắm. Tức là thiếu cái hạnh này, nhất định phải bổ túc cho nó. Tôi hy vọng tương lai của chúng ta ở thế giới Tây Phương cực lạc, làm đồng tham đạo hữu, làm học sinh tốt của A-di-đà Phật. Sau đó, chúng ta và hư không pháp giới, chúng sanh ở phương nào có duyên, duyên ở phương nào chín mùi rồi, chúng ta liền đến phương đó, đi cứu độ chúng sanh khổ nạn ở đó. Đây là sứ mệnh và nhiệm vụ của đệ tử Đức Phật chúng ta. Chúng ta đem bản thân mình buông bỏ một cách hoàn toàn, nghĩ đến chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới. Có được không? Hôm nay chỉ càm ràm với mọi người bao nhiêu đó, hy vọng mọi người có thể thọ ích từ đó, có thể đem nó thực hiện trong hành động. Tương lai chúng ta đến thế giới cực lạc để làm đồng tham đạo hữu. Hãy gặp mặt. Cô giáo Lưu đến rồi. Tôi nói, Bồ Tát Trương ông cũng đến rồi. Tôi hy vọng đến lúc đó sẽ là như vậy. Không hy vọng người này cũng chưa đến, người kia cũng chưa đến. Đó không phải là điều tôi muốn nhìn thấy. Hy vọng các đồng tu nỗ lực, cố gắng. A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đều sanh về cực lạc. Phòng công tác Sư Tử Hống ghi hình, Công ty hữu hạn truyền thông Sư Tử Hống giám chế. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này
trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.